Qua nhiều vòng lấy ý kiến với nhiều hình thức khác nhau, đến nay thì dự thảo luật chứng khoán sửa đổi được trình Quốc hội cho ý kiến. Tại buổi họp báo chuyên đề về dự thảo luật chứng khoán sửa đổi ngày 24 tháng 5 năm 2019, thì lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng nhiều nội dung mới đã được bổ sung và sửa đổi mang tính đột phá và kỳ vọng là sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. Thông tin tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Trân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua nhiều đợt lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đã tích cực tiếp thu, chỉnh sửa một cách nghiêm túc. Đến nay, nội dung dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa các nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua. Dự thảo luật bao gồm 10 chương, 136 điều so với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi 97 điều, bổ sung 31, bãi bỏ 31 điều và giữ nguyên 8 điều. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, với những điểm mới sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá, dự thảo luật kỳ vọng sẽ góp phần giúp thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, từ đó giúp thị trường chứng khoán ngày càng công khai và minh bạch, đặc biệt sẽ nâng cao được năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý. Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng đã đặt câu hỏi về một số nội dung mới được dự thảo quy định như nâng điều kiện vốn điều lệ đóng góp từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng đối với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, nâng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu đóng góp đối với công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng và việc tăng thẩm quyền trong thanh kiểm tra, xử lý vi phạm cho Ủy ban Chứng khoán. Rất là nhiều các chuyên gia quốc tế người ta đề nghị là phải là từ 50 tỷ để cũng so sánh với một số nước tương đồng với nước ASEAN. Vì sao chúng tôi quyết định là 30 tỷ vì chúng tôi thống kê thế này. Hiện nay thì trên hai sở giao dịch thì cái mức vốn mà có từ 30 tỷ đồng trở lên ấy là chiếm đa số, tức là trên 80%. Và cái mặt khác hiện nay các công ty đại chúng là gắn với điều kiện là niêm yết. Thế mà cái điều kiện tối thiểu niêm yết tại sàn Hà Nội hiện nay là 30 tỷ. Là vốn là phải 30 tỷ nên chúng tôi mới để cái quy định là 30 tỷ. Liên quan tới công tác giám sát thị trường, dự thảo luật sẽ được giám sát theo 3 cấp thay cho 2 cấp như luật chứng khoán hiện hành. Theo đó, ngoài 2 cấp như hiện nay là các sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự thảo luật bổ sung thêm 1 cấp là tại các công ty chứng khoán. Cùng với đó, cũng theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo quy định của luật hiện hành, thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thanh kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được như thông lệ quốc tế. Do vậy, tại dự thảo luật lần này đã bổ sung thêm các quy định này. Hiện nay chúng ta đang có một cái mà thiếu, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế là chúng ta hiện nay là đối với cái thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cái việc thu thập các cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư chúng ta có nghi vấn. Ví dụ, chúng tôi có nghi vấn là đối với các cái nhà đầu tư mà có cái giao dịch thao túng giá hoặc là giao dịch nội gián hoặc là có những cái giao dịch không công bằng. Thế thì chúng tôi để chứng minh được có cái sự thông đồng cấu kết thì chúng tôi phải chứng minh được là họ có những cái thông đồng với nhau bằng nhiều cách, bằng cái việc là chuyển tiền cho nhau, bằng cái việc là có những cái cuộc email, những cái trao đổi điện thoại. Thì đấy là những cái mà nó hoàn toàn là phù hợp với thông lệ quốc tế và phải có những cái đó thì cái hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát thanh tra mới đạt được. Hiện nay thì các ngành lĩnh vực là tối đa trong cái luật xử lý hành chính là chỉ có 2 tỷ và đối với tổ chức là 1 tỷ đối với cá nhân. Thế nếu như chúng ta quy định cao quá thì nó cũng không phù hợp. Vì vậy là chúng tôi để cái mức phạt là 10 lần thì có thể có hiểu rằng là trên khoảng tầm 5 tỷ đối với tổ chức và 2 tỷ rưỡi đối với cá nhân đối với hành vi thao túng thị trường thì cũng là cơ bản là cũng phù hợp. Mà ngoài ra thì chúng tôi áp dụng cái biện pháp là tịch thu toàn bộ, toàn thu trái pháp luật thì là trên cơ sở đó thì cũng sẽ cơ bản là đảm bảo tính răn đe.